Xin biết chào tất cả các bác. Thì hôm nay em xin giới thiệu với tất cả các bác một bộ cấu hình karaoke trên 17 triệu các bác nhé. Một bộ cấu hình này thì giá rất là ok, trên 17 triệu thôi. Nhưng mà gồm tất cả những thứ mà nó rất là, phải nói là rất là ok. Đấy, đầu tiên thì em có sử dụng một chiếc mic Shure UX12 ba la mã các bác nhé. UX12 ba la mã. Một chiếc vang, đây là em sử dụng chiếc vang Vina X6, một chiếc vang hàng OEM. Hàng OEM này thì linh kiện đều là chính hãng, nhưng mà do một cái công ty bên Trung Quốc lắp ráp. Đấy, linh kiện thì của chính hãng nhưng mà công ty bên Trung Quốc lắp ráp nên chất lượng của nó rất là cao và giá thành nó rẻ. Và con vang này em đang bán với giá là 3 triệu các bác nhé. Cục đẩy chính hãng MX Audio LA850, giá hiện tại 5 triệu đồng các bác. Chiếc đẩy này sử dụng mạch class rất là mới và nó sử dụng hai vỉ nâng tiếng cho hai bên công suất, tức là tiếng của nó sẽ rất là sạch, rất là trong. Đấy, thì với đi với một bộ cấu hình như này thì em đang nói trực tiếp trên bộ mic Shure UX12 ba la mã các bác nhé. Bộ mic rất là đẹp đây. Đấy, rất là đẹp. Tay cái sơn của nó rất là đẹp. Các bác có thể nhìn thấy cái sơn của nó. Cái sơn này của nó thì nó là nhựa nhám. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy, và rất là bắt mic các bác nhé. Con này thì nó có tự ngắt. Đấy, để này thì nó tầm 3 đến 5 giây thì nó sẽ tự ngắt các bác nhé. Đấy, và con này nó dò sóng rất là dễ. Đấy, dò sóng rất là dễ, các bác có thể là chuyển các kênh này, chuyển các ấy này, xong đây là chuyển thì nó sẽ mất sóng, nó mất liên kết với cái mic này. Đấy, thì cái tay mic với cái đầu thu nó không trùng tần số thì chúng ta sẽ dò lại rất là dễ, các chúng ta chỉ cần ấn một nút vàng này. Đấy, xong đưa cái mắt thần này vào đây. Đấy, thế là được thôi, rất là đơn giản các bác nhé. Đấy, các bác có thể là để lại này, 3 này, ok này. Thì các bác đang thấy nó ở 3 này thì nó mất sóng đúng không? Vì cái tay mic này với đầu thu nó không trùng. Bây giờ dò lại thì chúng ta chỉ cần ấn một cái thôi. Đấy, xong để gần vào. Đấy, đúng cái mắt thần này vào cái hồng ngoại của nó, thế là ok thôi, rất là đơn giản. Thì với con X6 này thì em đã cài mặc định là 6 chế độ cho tất cả các bác. Đấy, 6 chế độ thì các bác về các bác dùng cái điều khiển, con này em sẽ tắt điều khiển, nó sẽ có remote ở đây. Đấy, thì các bác cứ điều khiển trên chính con này thôi, rất đơn giản. Đấy, cục đẩy là A850 thì em với cục này thì công suất rất là lớn, các bác có thể đánh được tốt những đôi bát 40, đôi bát 30 các bác nhé. Và hôm nay em có ghép một đôi, đó là đôi EV LX112, bát là bát 30 chép kèn. Đấy, một đôi này với giá là 7.500.000 đồng. Đấy, thì chọn bộ cấu hình này là ngoài 17 triệu các bác nhé, hơn 17 triệu một chút, nhưng mà với cái chất lượng của nó thì rất là cao. Đấy, và với một cái bộ karaoke như này thì anh em cả trong một gia đình bình dân anh em cũng có thể là chơi được. Đấy, các bác có thể là em có thể là sẽ chuyển mode cho tất cả các bác cùng nghe không nhé. Đấy, thử chuyển mode cho tất cả các bác này. Đây, 6 7 8 9, đây là gì vật các bác nhé. Đây, 1 2 5 6 7 8 9, alo, 1 2 5 6 7 8 9. Đấy, đây là mốt gì vợ. Đấy, còn bình thường thì anh em sẽ hát ở echo cộng reverb. Được, 6 7 8 9, 1 2 5 6 7, tiếng rất là bay. Đấy, em có thể giảm effect xuống một chút. Đấy, thì với một cái con vang như này sử dụng 24 bit crossover, 32 bit system. Con này sử dụng là mạch 32 bit các bác nhé. Đây, còn 24 bit là crossover, phân tần của nó là phân tần là 24 bit, còn là 32 bit là sử dụng cho karaoke. Đấy, nên con này tiếng của nó sẽ rất là hay. Đấy, ba thiết bị này chỉ cần vang, micro và cục đẩy là thành một bộ karaoke với một cặp loa bass 30 nữa. Thì với một bộ cấu hình như này đánh tốt trong phòng khoảng độ 25 mét vuông các bác nhé. Còn rộng hơn thì các bác có thể dùng thêm súp. Đấy, với một bộ cấu hình như này thì các bác cũng đã nghe cái tiếng echo của em đây. Được, 1 2 5 6 7 8 9. Được, tiếng rất hay. Đấy, 1 2 5 6 7 8 9. Được, tôi lại gặp em. Được, được. Và riêng con này nó có một điểm rất hay các bác nhé. Các bác có thể là những kênh các bác mà không muốn dùng các bác có thể tắt đi. Được, được, được. Đấy, các bác có thể tắt đi đây. Được. 6, 7, 8, 9.
rất là dễ thôi. Tắt đi. Đấy, rất là dễ, tắt đi là ok thôi. Đấy, không dùng nữa là tắt đi là ok. Rất là đơn giản đúng không nhá. Riêng cái con này thì phải nói là nó sử dụng rất là dễ. Đấy, những cái mốt nào không dùng thì chúng ta có thể tắt đi. Đấy, và chúng ta có thể là sử dụng, điều chỉnh để sử dụng những cái mốt này. Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh được, căn chỉnh nó rất là dễ. Đấy, rất là dễ thôi. Mở giờ mở lờ. Đấy, giờ enter sup. Đấy, rất là đơn giản. 6789 1 2 5 6 7 8 9. Đấy, thì với con này thì giá của nó, con này là giá chỉ 3 triệu đó nhé. Giá rất là ok, dùng trong gia đình thì rất là hợp lý luôn. Ok, thì không để các bác chờ lâu nữa, em sẽ hát thử cho tất cả các bác cùng nghe luôn. Một bài rất là quen thuộc thôi. 67 tăng eco lên chút các bác nha. 67 89 đôi EVLX112 330 các bác nhé, 7.500.000 đồng. 67 89 6 7. Với một bộ cấu hình ngoài 17 triệu này thì các bác sẽ được tặng một đôi, được một bộ đốc sạc pin kèm theo cái con UGX12 này. Đấy, chất lượng rất là cao và một tất cả dây rắc các bác nhé. Thì với một bộ cấu hình như này thì anh em đã hát rất là ok rồi, nghe nhạc rất là chi tiết. Đấy, các bác có thể nghe được tiếng nhạc rất là hay, rất là quẹt. Đấy, tiếng echo cực kỳ là mềm mượt.
Mọi thông tin chi tiết mua hàng các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại bên trên hoặc truy cập website thangkhaoaudio.com. Bên em giao hàng toàn quốc, lắp đặt, hỗ trợ lắp đặt toàn quốc các bác nhé. Bác nào ở xa muốn mua hàng, các bác có thể là chuyển khoản trước và bên em sẽ làm một video hướng dẫn kết nối cho tất cả các bác. Đấy, một video hướng dẫn kết nối cho tất cả các bác luôn. Đấy, và về thì các bác chỉ kết nối giống y hệt thôi thì các bác có thể là hát được và cài đặt sẵn các bác nhé, cài đặt sẵn tất cả ba số bên em đều cài đặt sẵn và chỉ về các bác chỉ ghép nối giống như video thôi. Đấy, riêng bộ này thì ghép nối của nó rất là đơn giản. Đấy, ok, hẹn các bác những clip lần sau các bác nhé. Chào tất cả các bác.